kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 1 tháng 11. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào sáng ngày hôm nay tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Thủ tướng Lý Khắc Cường vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư sang thăm chính thức Trung Quốc. Tin tưởng chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong giai đoạn mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định